question. Giấy. Cái này là của ông khác hay anh Trung nhỉ? Của ông chú ông gửi 18 củ. Cái con giấy à? Này anh Trung anh làm đá lại nhỉ? Yeah. Cho đậu này được nhưng mà xử lý lại cây. Ra đẹp luôn. Bác à? Ôi, bác mua cây à? Đẹp quá. Hoa giấy nhiều tiền. Đấy, 18 củ. Đúng miếng luôn, bảo mà côn cây. Đúng luôn, côn thì chắc chắn rồi. Phải côn rồi. Còn điên anh thấy nó vẫn như này. Cho anh Huyền cơ mấy nó vẫn cứ có cái đường cân chính của nó nào như này. Đá này. Mày chắc phải hai ông kia. Đá này. Đấy, đá có vân gần biết kiểu như thịt bò. Tì được đá vào anh quét một tì anh đưa. Thôi tự quay thôi, cây này có quay hôm trước rồi. Trước. Xanh ghép ba cái màu vào nhau. Ghép ba cái màu vào nhau. Rất đẹp chui chỗ tàu cũ đấy thôi. Ghép ba cái màu vào nhau. Cái này không ghép. Đấy. Xuyên ghép. Cái này chật. Chứ có dễ bày không ạ? Đất thì chật. Tao ở sân quê này được đây. Ô mà này. Tao là 30 phân. Mới à hay là cũ? Nhà trong mới đấy tháng này. À thế đấy, thì cứ xem. Nhà thì chật, bây bày trừ mày nguyên mày ấy thì chưa tốn đất lắm. Tốn lắm bé. Đâu, chụp được. Cục mờ quá chả nhìn không, nắng cái này mẹ mơ. Nhưng mà đấy, nó cũng đấy, không nhìn đi. Chỉ có nhìn thấy bóng dáng thôi. Đây, 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 đây. Ảnh khác không, có ảnh khác không? Đây à? Ừ, cũng được cái nhìn. Bao tiền không? Mà chỉ hướng đi thôi. Để vào, thể ông vào một làm mớ đấy, 500 nghìn à? Chỗ tàu mà. Ông vào cứ bắt một mớ đẹp đẹp để vào làm việc, vào việc. Mai mà nghe chú muốn lấy cái xì này, xì đẹp. Mua cho võ. Xì đẹp lắm mày. Xì để tay đồ cắt ngắn này đẹp. Ok không? Để vào thể để cái đồ hấp dẫn vào. Ok không? Rồi bán okay. Trực bán thọ được ấy. Được ấy. Mới tội cháu mà chơi cháu phải là bỏ đi. Nhiều mình có cây xanh ba thân. Ai? Này mới. Trần cũng lâu rồi, hơn tháng này. Không phải nhỉ? Thế là cây đẹp cất bên đấy đúng không? Chả phải, ngoài nó chật. Ok, thì để vào thì. Vâng. Đó là vĩ đa tí. Đấy. Đấy, đẹp. Bóng dáng rộng nhỉ. Mà cái này bao tiền vậy? Dạ. Cái này bao tiền? Con này 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi. Cái kia nhìn sạch sẽ. Con này triệu rưỡi thôi. Triệu rưỡi, đấy. Cái chậu đó mấy trăm nghìn rồi. Chậu này 400 nghìn. Ừ, tàu cũ. Đấy. Làm khéo hết. Này, diễn. Này bao nhiêu đây anh? 25 cổ ngon lên đẹp đấy, cổ ngon giật chuyển lên đây đẹp đấy. Đấy. Cao từ cỡ 45-50 phân. Đấy. Bốc còn ghép với chàng. Cái này thì bao nhiêu anh? 10 à? 10 đồng. Sạch sẽ nhỉ.
10 triệu xanh quê. Đấy, trở lại nguyên trạng. Đấy, đẹp đấy. Đẹp. Đấy. Mỏng dính nhỉ. Nhẹ, nhẹ tinh. Giật cái ngọn này ngon rồi. Đẹp quá. Đấy, cái tử rất duyên. Ừ. Hay quá. Phôi. Phôi. Anh à. Anh Nguyễn Hưng. Xe bao nhiêu anh? 20 triệu. 20. Nuôi tốt nhỉ. Bút kia. Bút kia. 20. Đấy. Quá đẹp. Quá hầm hố, quá đẹp. Sắp được cắt rồi đấy. Đây, lấy cái số của bác ấy ở trên xe này các bác nhé. Thích thì alo Viễn. Lấy cái số của này. Đấy, xem là lý các bác nhé, chịu khó tí. Tôi cũng thuộc số đâu. Tôi còn chả lưu. Vệ sinh cho cụ đấy. Ngay giá có gì thay đổi không anh? Vẫn thế thôi. Vẫn thế. Đấy. Đây này. Tích ở cái chỗ rằm này. Nuôi lâu thì được thôi. Nuôi lâu ở Nhật nhiều. Trải rất nhiều thì nó sóng ngược. Các bạn. 65 triệu. Hồi trước có bán 65 triệu thì nếu tôi nhớ không nhầm các bạn nhé. Sung này. Ôi giời. Hôm nay chưa thấy đối tượng nào các bác ạ. Đấy, sung chín hết rồi. Còn vòi quả. Chín hết rồi. Ồ. Cây kia hay đấy. Đấy, chỗ này thoáng thoáng hở bẹn ra đây này. Hở bẹn ra đây. Ui, đồ nghề ác đấy. Đồ nghề bảo quản kinh nhá. Mới đây. Đấy. Mới hả bác? Đồ đây. Mới đấy. Mới đây. Cái hộp đấy bao nhiêu tiền bác? 350. Được. 350. Đấy, nhìn này, lộ ra đây gấu ghiếc chưa? Gấu mèo chưa? Đấy, bóng bớt cho nó. Bóc bớt cho nó. Chào nghe vời. Anh ạ. Đấy các bạn. À, xem cái cây. Xem em mới này. Xem mới này. Xem em. Con kia bao nhiêu tiền đấy anh? Hôm qua mạnh vào mua cái nào? Vào mấy cái chim con mà giảm 6 triệu. Yeah. Từng lấy 2 cây. 2 cây là 2 cây. À. À cái si làng cũng rất được tiền đúng không? Hả? Được
xin làm bắt chạy ở trên đấy không? Chạy ở trên đi đo mười mấy triệu mất tiền đừng hỏi. À thế à? Ở PC nhiều đầu đấy, phổi cắt đấy mà biết không? À đúng rồi đúng rồi. Thế cả cái PC trước đấy còn đang con mà hồng của thằng Hiển ấy. Rồi rồi đúng rồi. Thế còn Hiển thì giảm 4 triệu. À. Cây mua là bao vẻ thôi. Thế là cũng với được 2 cây rồi. Anh Lực ơi, cây này bao nhiêu đấy? Cây 80. 80 triệu. 80 đồng. Đó. Đẹp này, cho ra trước có phải là dễ nhìn không nhỉ? Vướng quá. Đấy, nhìn răng rất ngon đấy. Khẩu độ tay cút. Quay đúng mặt ra nhìn đẹp. Cái này đẹp nhỉ? Có tội là để thế này mình không nhìn được. Kia đấy, anh em vào bốc một cái bóng cái con ở dưới chả đẹp. Con dưới đẹp. Dưới bao tiền này? Lý là để ra quay phim. Không dưới thì mình muốn vào là được. Sạch sẽ đấy nhỉ. Được. Thế bây giờ chắc nó phải hai mấy. Biết khoảng đấy rồi. Đẹp quá nhỉ. Con đấy đẹp. Bao giờ có tiền mà chơi cái này nhỉ. Từ cao lên tầm xanh nhỉ. Nó là 100 triệu thôi. Nhỉ. Ôi tội xoay được mà xem người sướng. Để em nhảy phát lên đây. Đấy, vệ sinh nó cũng sạch sẽ phết, thoáng hẳn đấy. Đây các bác này. Cổ ngọn là giật âm lên rất hay nhá. Có trang phù họa phía sau này một chút. Ra. Ôi gì, quan trọng gì anh? Cái đấy là đồ chuyên dụng rồi. Đấy. Thích cây này đấy. Giá mà bán chịu cây này là quất luôn đấy. Anh Lực ạ. Bán chịu là quất luôn đấy. Và bán chịu là quất luôn đấy. Bán chịu luôn, riêng tiền bán chịu luôn. Tí nữa để ra để nói chuyện cái này. Vào việc. Anh cầm lên tiền trăm nha. Sức luôn đi đem phải nói chuyện luôn mà. Không, cái này được, cái này phải... anh mua cho anh là chính. Cái này phải công nhận được. Anh định cho đi chơi thế ạ. Không có rồi. Không phải chờ đợi gì lâu nữa. Được, duyệt. Từ hồi anh giờ em duyệt cái này. Đẹp quá, ok, để ghi nhớ cái này ạ. Cho mua chịu. Cảm ơn các bác nhé, cây đẹp ạ.